Hello mọi người, và hiện tại bây giờ là 4 giờ sáng. Một cái vlog đầu tiên bên kênh Sunny. Hôm nay thì tụi mình đi Đà Lạt nha mọi người. Và lần đầu tiên là tụi mình trải nghiệm đi xe ô tô con lên Đà Lạt nha. Bình thường thì lên Đà Lạt là đó giờ mình với Sunny chỉ đi bằng xe khách thôi. Ngày hôm nay thì trải nghiệm sẵn tiện lên coi cái đường đi lên Đà Lạt, coi nó đẹp như thế nào nha mọi người. Hello mấy bà, và cuối cùng tụi tôi đã đến Đà Lạt rồi đây. Ta-da! Đây cho mấy bà coi nè, thì đây là cái view phòng của tôi. Nó hơi bị có một khuyết điểm, đó chính là mình mở rèm ra thì nói chung là tứ phía nhìn được nhau hết mọi người. Và đặc biệt là buổi trưa cực kỳ nắng luôn. Trời ơi, mọi người biết không, bây giờ là đã 6 giờ kém rồi nè mọi người thấy không. Và tới tận bây giờ thì tôi mới gọi là đủ tỉnh táo để quay vlog cho mọi người. Từ lúc buổi sáng là anh Chuối có cầm máy quay và nói chuyện với mọi người ấy, thì từ lúc mà tôi bước lên trên xe á là tôi đã bắt đầu say xe và tôi đã bắt đầu mệt rồi, tại vì cái người lái nó quá là kinh khủng mọi người ơi. Và đây là lần đầu tiên mà tụi tôi đi xe nhà lên Đà Lạt. Sau khi mà tụi tôi tới nơi tầm khoảng đâu đó 12 giờ rưỡi á, thì lúc đó là chưa được có nhận phòng, cho nên là tụi tôi đã đi ăn rồi đi về ngủ. Và tôi đã ngủ một giấc thật là ngon đến tận bây giờ mới vừa tắm rửa xong nè mọi người. Ở sáng giờ là không có kịp tẩy trang luôn mọi người, ăn xong là về nằm lên giường ngủ một giấc đến bây giờ, cho nên là bây giờ tôi sẽ tẩy trang trước. À, tôi bị nổi mụn lại nè. Cái da của tôi chỉ cần mà không đi đường dài và không tẩy trang liền là lên mụn liền luôn á. Thấy chưa? Hello. Đó. Tôi định quay vlog nhưng mà cái phòng hôm tay của tôi thuê á, nãy giờ tôi nằm ngủ nó hơi bị nóng á, xong rồi tôi định mở máy lạnh lên để tôi định make up, thì gọi nhân viên thì nhân viên bảo là ở đây là máy lạnh sẽ cúp vào 5 giờ chiều. Trời, cái miếng mút này nó đánh sướng lắm nha mọi người, cái miếng mút amortho mọi người, trời đánh cực sướng luôn á. Cuối cùng thì tôi cũng đã xong rồi mọi người ơi, và cuối cùng thì tôi đã lên outfit rồi, mọi người thấy như thế nào? Và tối nay thì tụi tôi sẽ đi ăn đồ nướng nha. Mọi người cùng đi ăn đồ nướng với tụi tôi nha. Let's go. Buổi tối lạnh nha mọi người. Mình nghĩ là đâu đó tầm khoảng phải 16, 18 độ ấy. Nhưng mà mình thích thời tiết này quá. Ban ngày nó nóng cực kỳ luôn nha. Nó nắng mà nó nóng mà không thể nào chịu nổi. Đi thôi mọi người ơi. Mặc dù là cái khúc này của mình nó hơi bị lạnh đó, nhưng mà mình nghĩ là mình có thể chịu được, tại vì mình thích cái thời tiết này. Rồi lái xe 7 tiếng đồng hồ. Xong rồi tiếng 3 giờ đi cà phê. Hồi nãy nó còn kêu mình là hả? Hồi nãy kêu 3 giờ đi cà phê, nó chỉ mặt mình vậy nè. Mẹ dậy không nổi luôn á. Nãy chị kêu 3 giờ cà phê đúng không? Nãy nãy đúng không? Chị ngủ, chị còn dậy không nổi nữa. Anh nói 3 giờ có cái nịch chứ 3 giờ. Nếu sau 2 giờ về phòng khách sạn. 3 giờ. Nói chị nói gì nói anh Chuối là ê không mấy mày nhắc mình nói là đi tầm khoảng 5 6 giờ đi. Được. Bây giờ mấy giờ ở đây? Bây giờ là 7 giờ. 8 giờ rồi. Được. Anh đọc thông báo là xe phải về trước 12 giờ đêm á, chứ không thôi là mình phải tự bảo quản á. Đây là cái đèn á, nên là sẽ quay cho mọi người từ sáng thôi. Mọi người ơi, tụi mình tới quán ăn nè. Thì hồi nãy lúc mà mình có livestream á thì mấy bạn có recommend cho mình một cái quán ăn, nó tên là quán nướng Mậu Dịch. Cho nên là tụi mình cũng đã ghé qua đây ăn, tại vì quán nó khá đông mọi người. Tụi mình cứ nghĩ là đi không phải là dịp lễ với lại đi bình thường á thì nó sẽ đỡ đông đúng không? Nhưng mà không mọi người, nó rất là đông. Và đây cũng là lần đầu tiên mình ăn cái quán Mậu Dịch này. Nếu như mà ok thì mình sẽ recommend cho mọi người. Ok mọi người ơi. Trời ơi, đồ nướng ra rồi. Trời, cái thời tiết mà lạnh ăn đồ nướng là nó nói chung là nó đúng bài nha mọi người. Trời, chưa về tôi thấy chín áo rồi đó. Tí hồi lại đó văng là tối nay về ngủ ám bao. Ê, ám mùi luôn. Hấp dẫn nha mọi người. Mình rất là thích ăn đồ nướng với khoảng thời tiết mà nó lạnh lạnh xe này á. Ok. Nhưng mà cái này chưa có ăn nên cái chưa có thể recommend cho mọi người là mọi người có nên đi hay không. Mà đợi, tí nữa đợi tôi ăn xong rồi tôi mình sẽ feedback cho mọi người nha. Nhưng mà tôi thấy là hình thức là khá là ok nha. Hấp dẫn á. Quá là hợp lý. Cho mình thêm một cái chi với lại mọi người.
đồ ở đây ướp nó hơi bị đậm vị á, cho nên là bạn làm ăn mà không quá mặn giống như tôi á thì đừng nên chấm thêm mắm nha. Không chấm nước chấm. Đúng rồi, không cần chấm đâu, chỉ cần ăn thịt thôi là được rồi, vừa là đủ rồi. Rồi đây mình sẽ thị phạm cho mọi người nha. Mọi người sẽ có một miếng thịt đó, xong rồi kèm theo một miếng kim chi đó, cắt vào mấy một ít cái này, xong phải thêm một ít chung muối nữa. Cái này tôi tự nghĩ ra, không biết có đúng công thức hay không thì không biết nha. Không ăn công thức của bò Trần. Mùi để mua xuất sắc luôn. Bây giờ ở đây không có đèn nên chắc là mọi người sẽ không thấy mặt mình đâu. Thôi thôi à. Nhưng mà lên clip mình nghĩ nó sẽ bị noi mọi người. Tức là mọi người sẽ không thấy thì thôi được. Mình để dành để sáng mai mình quay cho mọi người xem nha. Bây giờ chỉ có quay đường cho mọi người xem là cái đường buổi tối ở Đà Lạt nó như thế nào thôi. Cái này là gì ạ? Cái này là cacao. Cacao, chị Sunny uống cacao. Đây. Đây là sữa đậu nành Cô Lan. Tụi mình mới vừa tới quán sữa mọi người ơi. Thì đợt này mình đi uống quán sữa Cô Lan nha. Cái quán này thì mình thấy mấy bạn review, mấy bạn recommend khá là nhiều á. Cái địa điểm này là một cái địa chỉ mới nha. Nó tên là 82A Nguyễn Chí Thanh. Và đây là lần đầu tiên mà mình uống một ly sữa cacao nha. Tại vì nó vậy nó làm tù. Ê ngon quá hả? Ngon luôn á. Trời ơi, trời nóng mà uống một ly cacao nóng mà số gì trời nóng bà. À, lộn, trời lạnh mà uống một ly cacao nóng là số nhất mọi người ơi. Ê, đã lắm luôn á. Đây là ly sữa của anh Chuối, nành bò. Uống thử sữa nguyên chất thì mọi như thế nào nha. Ê, cái sữa này y chang cái sữa mẹ em nấu hồi xưa bán luôn á. Thật, nó khác mấy cái loại sữa, nó khác mấy cái quán kia lắm luôn á. Chỉ có điều là cái ly này nó hơi ngọt thôi, tại vì nó là bò. Đúng bò rồi. Hơi nhiều. Mọi người nên nhé quán sữa này nha, rất là ok. Ly này không có quai ha. Ly là không có quai. Ngọt quá. Hôm nay là ngày thứ hai nha mọi người. Tối qua tụi tôi đi chơi về khuya, cho nên là ngủ tới 10 giờ rưỡi mới dậy. Tối qua quá mệt mọi người ơi. Qua đi chơi về khuya cho nên là rất là mệt, cho nên sáng nay dậy không có nổi. Bây giờ là 12 giờ rưỡi rồi và tụi tôi mới bắt đầu đi ăn sáng. Thì sáng nay tụi tôi ăn bánh căn mọi người. Thì hồi nãy mình có kêu trứng cút, trứng vịt với lại ở đây có cái món bò giá, vịt giá thấy lạ quá cho nên mình cũng kêu một món vịt. Để xem thử tí nữa bánh căn đây thì nó sẽ như thế nào mọi người. Nhưng mà mình thấy giá cũng ok. Vịt giá là trứng vịt giá nha chị, là đây này. À, là vịt, nha. Vịt là trứng vịt đúng không? Dạ, đúng rồi. À. Đúng rồi. Đúng rồi. Đúng rồi. Đúng rồi. Bánh căn phải ăn nguyên cái nha. Cắn ra là nó bị mất đi một nửa hương vị thơm ngon của bánh căn. À, nhưng mà anh thắc mắc là em ăn bánh căn em bị mất kiến nha. Tốt rồi, mấy cướp rồi mọi người ơi, sáng nay tôi dậy rất là sớm thì mấy cướp á. Mấy giờ là mấy giờ chưa? Dậy chị là mấy giờ chưa? Tôi dậy rồi, có mấy người thì đang ngủ thôi. À, chị dậy lúc 11 rồi. À thấy không? Sẵn rồi là trong mưa. Mấy cướp rồi đó, không may là sẵn hết trơn. Các bạn ơi, hiện tại là bây giờ 5 giờ chiều. Chưa giờ thì tụi mình nằm ngủ ở khách sạn. Đáng lẽ là có kèo đi Mogulen. Tại vì thấy là Mogulen là một chỗ mà dạo này gần đây là rất là nhiều bạn tới chơi. Nhưng mà hẹn đâu đó 4 giờ mà giờ này 5 giờ mà bo chưa xuống nữa. Nên chắc là bây giờ là xả kèo. Chứ bây giờ nếu mà 5 giờ chạy qua chỗ Mogulen thì thế nào cũng tắt nắng 5 rưỡi. Giờ này là bắt đầu tôi sẽ ở đây quay cảnh chiêu. Đây là outfit của tôi ngày hôm nay mọi người. Mọi người biết là tôi lấy cái outfit này ở đâu ra không? Đâu? Đây là cái phong cách mauve white. Phong cách mauve white là phong cách của những phu nhân của mafia. Đồ đỉnh cao. Nhưng mà tôi thấy cái set này nó bị full đen quá mọi người, cho nên là tôi quyết định là phối với một cái túi màu đỏ. Mọi người nhớ cái túi nào? Cái túi này là cái túi mà cái hôm sinh nhật tôi được tặng á. Ok, giờ mình sẽ đi dạo rồi nha mọi người. Bữa giờ thì cũng chưa có thời gian đi dạo đó. Trong lúc mà chờ thằng kia thì mình sẽ đi dạo. À,
người ơi, mọi người thấy cái bếp ra đằng sau lưng tôi đẹp không? Đẹp cực luôn á. Cái này tôi nghĩ là nếu như mà tầm khoảng tí nữa 6 giờ rưỡi hoặc 27 giờ mọi người lên đèn á thì nó sẽ đẹp hơn mọi người. Còn hiện tại thì bây giờ nó chỉ có một số chỗ nó lên đèn thôi. Mà đứng đây mát, cực kỳ mát luôn. Đây. Hello mọi người. Trời, nãy giờ tôi đứng chụp 47 49 bức hình cho bả luôn. Tôi mà có hình đẹp hay không là anh chuối nha mọi người. Trầm cảm. Và bây giờ lên lấy nước thôi, nãy giờ. Nãy giờ nước người ta réo quá trời luôn rồi. Ở đây có hai em chó xinh lắm luôn. Nhìn dễ thương quá. Tụi mình vừa lấy nước xong mọi người. Và bây giờ lên phía trên để ngồi. Ở đây có nhiều chỗ ngồi lắm luôn á. Mấy cái hàng ghế này mọi người đấy. Thì sẽ ngồi đó sẽ nhìn ra, nhưng mà bây giờ tụi mình sẽ lên trên. Tại vì lên trên thì nó sẽ nhìn ra bên ngoài sẽ đẹp hơn. Nhưng mà mình thấy là ở đây bữa tối chụp hình cũng đẹp. Tại vì trang trí rất là nhiều đèn. Hèn gì giá vé ở đây tới 100.000. Đây là quán Khạp Bên Khai, quán này mình đi ăn rất là nhiều lần luôn rồi đấy. Kiểu mà nó ngon á mọi người. Mọi người thấy là đồ ăn của mình quay đẹp không? Đây là nó chỉ là một vài món thôi, tí nữa còn nhiều món nữa. Đây là những con người tác nghiệp mọi người. Nhưng mà bây giờ phải ăn liền thôi mọi người ơi. Tại vì bây giờ là đói bụng quá. Thứ nhất là đói bụng quá, thứ hai là cái bàn ở đây quá nhỏ. Lên ba món là full bàn. Rồi mời cả nhà ăn. Tôi sẽ ăn gỏi mọi người. Gỏi đu đủ với lại tôm sống. Bây giờ lên thêm nhiều món rồi, có bạch thái rồi nữa. Lên Đà Lạt phải ăn lẩu mọi người. Đấy, bây giờ tụi mình đang ăn lẩu thái. Rồi nãy giờ ăn no. Đây là ăn quá trời, ăn no lắm luôn mọi người. Mình chỉ kêu đâu đó tầm khoảng có 5 món à, cho 4 đứa, nhưng mà hồi nãy đã ăn no từ 4 món trước rồi, cái món này món cuối cùng. Đây mà cái lẩu. Cái cay nha. Hôm nay là ngày thứ 3 và ngày hôm nay cũng là ngày cuối cùng mà tụi mình ở Đà Lạt nha mọi người. Xong rồi tầm khoảng chiều ấy thì tụi mình sẽ đi về Sài Gòn nha mọi người. À nhưng mà cái quán này là quán mới cho Đà Lạt nha. Đi tí nữa tôi sẽ giới thiệu với bạn cái quán này. Cái kiểu nó giống như là lẩu hai chi lao vậy. Và quán này là quán mới nha. Mình thấy, tụi mình thấy khá là ok. Rất là recommend cho mọi người. Nếu như mà có lên trên Đà Lạt đó, thì mọi người có thể ghé đây ăn nha. Ê, nhưng mà ai tới đây thì nhớ kêu cái món này. Cái món này là gì? Nước trái để cây detox tóc. Trái cây detox ngon lắm luôn á. Tôi nghĩ là bà nào mà lên trên Đà Lạt chơi mà kiểu ăn nhiều giống như tôi á, ăn nhiều giống tụi tôi thì nên detox đi. Detox bớt đi. Để ăn được nhiều hơn. Lần đầu ăn bào ngư trong lẩu. Thank you.